Cô Thỏ chào các bé, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về trái cây nhé. Đây là của mãng cầu xiêm, tiếng Anh đọc là Soursop. 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 Đây là của Na, tiếng Anh đọc là Custard apple. Custard apple. Custard apple. Custard apple. Đây là của Mận Bắc, tiếng Anh đọc là Plum. 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 Đây là của Mơ, tiếng Anh đọc là Apricot. 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 Đây là của Đào, tiếng Anh đọc là Peach. 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 Đây là của anh Đào, tiếng Anh đọc là Cherry. 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 Cherry.